Mến chào bạn, câu chuyện nội tâm ngày hôm nay Hồng Lan muốn kể cho bạn nghe có tên Cho và Nhận. Một sinh viên nông nghiệp cùng với giáo sư đi thực hiện khảo sát trên một cánh đồng. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ kỹ và rách nát nằm ven đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không thấy đôi giày." Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Em là người có học thức, em có thể có một niềm vui lớn hơn vậy rất nhiều. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng của ông ta ra sao." Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng, đến nơi để giày của mình. Người nông dân xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cưng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai trong chiếc giày còn lại. Với cảm xúc ngập tràn trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lúc này lên tiếng: "Bây giờ em có thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về." Bài học: thân thí là hành động bố thí giúp cho con người tích tạo công đức phước đức thông qua việc giúp cho người khác vui vẻ. Chàng sinh viên được vị giáo sư chỉ dẫn cho đi rất khéo léo và cảm ngộ được hạnh phúc của việc cho đi. Ngày hôm nay bạn đã cho đi điều gì? Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa nhé! Đây là toàn bộ nội dung câu chuyện số 18. Hẹn gặp lại bạn ở câu chuyện nội tâm số 19.